Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh. Thưa quý vị, bão số 1 đã tan và gần như không còn ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh. Đêm nay và ngày mai, hầu khắp các khu vực trong tỉnh đều phổ biến kiểu thời tiết là nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều giảm mây, trời nắng gián đoạn. Do vẫn còn mưa nên nhiệt độ chưa tăng cao, trên đất liền, nhiệt độ tại khu vực miền Đông chỉ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ. Còn tại các địa phương miền Tây và thành phố Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất cũng chỉ ở mức 31-32 độ. Đêm và sáng trời vẫn khá sự mát. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Tiết trời chủ đạo cũng là nhiều mây, gần sáng có lúc có mưa rông, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 30 độ, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3. Tầm nhìn xa từ 6 cho đến 10 km nên tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Vừa rồi là tình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, tập trung ở khu vực Trung Du vùng núi, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Do vẫn còn mưa nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực miền Bắc chưa tăng cao, giao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ lui xuống khu vực miền Trung, các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận cũng phổ biến là có mưa vừa đến mưa to trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ dao động là từ 32 cho đến 35 độ, có nơi thì cao hơn. Còn đối với các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam, tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vẫn có mưa rông nhiều nơi. Nhiệt độ ngày mai ở cả hai khu vực thì đều tương đối thấp, mức nhiệt cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 29 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 29 cho đến 32 độ. Trên biển, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Miền Đông, vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và cả Vịnh Thái Lan thì đều có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 cho đến 3,5 mét biển động. Còn tại khu vực Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và cả Vịnh Thái Lan, thì có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh, nên tàu thuyền cần chú ý đảm bảo an toàn khi lưu thông.